mà tụ tập ở đây đông này? Anh xin em đấy, cho anh đi đi. Đi đâu? Thì các quán karaoke, rồi gái dịch vụ ở dưới Hà Nội. Cần bố anh xuống thì giải cứu chứ đi đâu nữa? What? Tôi là tôi chỉ nghe được cái gì giải cứu dưa hấu này, giải cứu khoai lang này. Làm gì có chuyện giải cứu karaoke tay vịt là như nào? Ý, nghe thấy đài báo mấy hôm nay rần rộ lên à? Các quán karaoke đóng cửa đâu quá. Nếu như mà không được sự giải cứu của bọn anh, ở dưới kia còn mấy trăm anh em nữa đang chuẩn bị bắt xe xuống Hà Nội để giải cứu. Lần này bọn anh mà không đi thì tất cả các quán đều bị đóng cửa, tất cả các em ấy cũng về quê rồi trồng lúa, trồng rau, rồi trồng cây nuôi vịt hết em ạ. Tôi không đồng ý đâu, ở nhà. Em nhìn đây, tất cả các gương mặt ở đây đều háo hức đi giải cứu, đều đồng lòng muốn mang lại cái giá trị nhân văn tốt đẹp như thế. Mà em lỡ lòng nào em cấm anh? Không, tôi không đồng ý đâu. Tại sao em không đồng ý? Làm gì có chuyện giải cứu karaoke tay vịt ở đây? Vớ va vẩn giải tán đi. Em nhá, anh nói cho em biết đây này. Em xem, thằng Cường nó đang có bệnh trong người. Người lúc nào cũng hâm hấp, sôn sốt. Người lại hơi ngớ ngẩn một tí. Nhưng mà nghe em nói đây là đi giải cứu, nó cũng sẵn lòng lấy lòng tốt của mình để đi cùng với anh. Này cơ, thằng Ngọc, hai anh em sinh đôi. Thằng này thì khổ hơn, bị đau đụt, lại còn mắc thêm một chứng bệnh yếu sinh lý nữa. Nghe nói là đi giải cứu các em gái dịch vụ, rồi cũng sẵn lòng lấy lòng tốt của mình để đi cùng một anh. Vinh, thằng Vinh, nó đang đi cấy, đi cày, đi bừa, đang mùa gặt, mùa cấy. Thế mà nghe anh nói là đi giải cứu, nó cũng vứt ngay con trâu ở đây để đi giải cứu cùng với anh. Đây thằng Hiếu, trong người nó bị mỡ máu, men gan tăng cao, bệnh tật đầy người. Thế mà nghe anh nói xuống Hà Nội để giải cứu, nó cũng đi cùng anh luôn. Đây, nhất là thằng này. Thằng này em nhìn xem, ốm đau gầy gò, lại bị bệnh trĩ. Thế mà nghe anh nói là đi giải cứu karaoke tay vịt, nó cũng sẵn sàng là hoãn ngay cái buổi cắt trĩ để đi xuống Hà Nội để giải cứu karaoke tay vịt cùng với anh. Em thấy chưa? Vì cộng đồng, tất cả đều xuất phát từ lòng tốt, tinh thần đồng đội, giá trị nhân văn. Bọn anh đều có tinh thần đi giải cứu karaoke, giải cứu anh. Hả cớ gì mà em cấm anh? Các anh em, sự việc lần này có đáng để giải cứu hay không? Giải cứu. Em thấy chưa? Tất cả anh em đều đầy đồng lòng nhiệt huyết, đầy sục sôi khí thế như vậy. Chẳng nhẽ nào em lại không cho anh đi? Mà em còn nhớ cái hồi mà anh gặp em hay không? Cái lúc mà anh say, xong anh đang đi lang thang ở cầu thang, chẳng may anh vịn vào em như thế này. Đến lúc mà anh tỉnh dậy thì đã là ngày cưới của anh và em rồi. Rồi cái ngày ấy anh cũng biết, vốn dĩ em ở đấy làm tay vịn. Bây giờ em không cho anh đi thì khác nào em đang phản bội tổ nghề của mình. Đúng anh em? Phải. Đi. Em cho anh đi à? Đi. Anh em. Đi giải cứu. Không cho đi thì bảo là có lỗi với tổ nghề mà. Cho đi thì tôi không thể nào mà chịu được. Này, cậu thổi tớ thì được, tớ mà thổi cậu ấy là chết đấy nha. Thủ trưởng đi khảo sát chạy ra mà. Thủ trưởng ở bộ phận nào để em báo cáo lãnh đạo tiếp đón ạ. Không cần phải trịnh trọng cấp trên tiếp đón gì đâu. Cậu làm thế tớ ngại. Thú thật với cậu nha, tớ vào đây thăm nuôi cái thằng bạn tù. Với lại tớ thì làm nghề thổi kèn đám ma. Chính vì vậy mà tớ nói là tớ mà thổi cậu ấy là cậu ra đồng đấy. Cái chỗ mà làm thủ tục thăm nuôi ấy thì chỗ nào nhỉ? Trong này. Ê! Cái tôi nhờ. Vợ chồng em suốt ngày cãi nhau ấy. Chị lấy nhiều chồng, có nhiều kinh nghiệm nữa. Có thể chị tư vấn giúp em được không? Sao? Cãi nhau chuyện gì? Chắc vậy, nó đi làm về mặt cô thì cứ khó chịu, hầm 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 nhìn nó đúng không? Cô ấy
cứ khó chịu đăm đăm với nó như thế, gia đình cô ấy sớm cũng tan vỡ thôi. Mà cô ưa Nịnh không? Nịnh thì ai chả thích chị. Thế cô thấy không, bản thân cô ấy cũng thích sự nhẹ nhàng dịu dàng đúng không? Thì thằng đàn ông ấy nó cũng thế, lệnh vào một tí không chết ai, mà gia đình ấy còn êm ấm, nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Cái lão chồng này, giờ nay con chưa về, đi nữa về bà cho mày biết tay. Bình tĩnh. Ờ, anh đi làm về có mệt không? Uống rượu về chẳng mệt, mày bị hâm. Mày. Ờ, anh sao anh lại nói em như vậy? Mày làm gái tao chẳng nói mày như thế. Thôi anh đi về cũng mệt rồi, anh vào tắm đi rồi nghỉ ngơi. À, bây giờ mình về nhà, con vợ già nó cũng giết chết mình. Thôi bây giờ anh vào kia tắm, rồi em vào phục vụ anh luôn nhá. Vợ già phục vụ. À, bố mày là cho mày biết này. Chào đồng chí, lỗi gì nhỉ? Anh đã vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Không đội mũ à? Quên mất đây. Này, sáng vội đi dạy học, thế là quên mất là đội mũ đồng chí ạ. Với lại tôi cứ cầm một cái tay ga nó cứ bít lên thì không phải là tôi chạy đâu nhá. Thú thật với đồng chí nhá, tôi là giáo viên ở gần đây này, tôi đi dạy học. Đồng chí ơi, tôi là giáo viên, có thể tha tôi được không? Giáo viên ấy càng phải chấp hành luật an toàn giao thông. Mà nhìn đồng chí cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ? Ngọc, Ngọc ngọt ngào đúng không? Thầy Giang Sa Đọa đây, dạy cấp 3 em ngày xưa. Cái biển danh Ngọc ngọt ngào chính là thầy gì để đặt tên em đấy, đúng không? À, thầy Giang, em chào thầy. Giỏi lắm, giỏi em. Không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh này. Úi dồi ôi, đúng là đang đói thì gặp chiếu may nhờ. Đúng là lưu may thì gặp đúng công an thế này. Mày có gặp em đây rồi. Thế thầy cho mình được quen biết nhau, em tha cho thầy nhá, thầy cảm ơn. Em sẽ không lập biên bản thầy, nhưng mà thầy mang giấy bút lên cho em để chép phạt câu này. Câu gì? Tôi sẽ không bao giờ vi phạm luật an toàn giao thông nữa. 1000 lần cho em nhá. À. Chính mồm bà hôm qua, bà bảo với tôi là không được về khuya. Thế là tôi chả phải để đến Giang sớm tầm mới về còn gì nữa. Giang sớm tầm mới về còn gì. Này này, tôi nói cho cái mặt ông biết nhá. Từ giờ trở đi, từ giày trở lại nhá, cái đôi môi của ông ấy mà còn chạm vào một giọt rượu nào nữa thôi ý, thì đừng hòng chạm vào môi tôi nhá. Này à? Ông đang nghĩ cái gì đấy hả? Tôi đang cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Cân nhắc xem là cái đôi môi của tôi nên động vào những ly rượu nguồn tuyệt hay là đặt lên đôi môi của cái miệng hôi thối của bạn. Cái miệng hôi thối của bạn. Chuyên nói những lời độc địa độc ác ấy. Xin chào tất cả các bạn, bọn tớ đã quay lại và lời hại hơn xưa đây. Bọn tớ đang xây dựng một chương trình mới mang tên GNCTV. Chương trình này thì sẽ là những clip và tình huống hài ngắn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ bọn tớ bằng cách like, share, subscribe. Tất nhiên trên hành trình bọn tớ đi thì sẽ có những sản phẩm không hay và những sản phẩm hay. Nhưng
Quan trọng hơn hết là sự yêu thương của các bạn này và sự cố gắng của bọn tớ. Và mong rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với bọn tớ nhé.